Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ mọi. Ở video này thì Khải sẽ bán một cặp nhẫn may mắn như năm. Một cặp nhẫn may mắn 4 và một cặp nhẫn may mắn 5. Và anh em cùng xem sơ qua. Đây anh em à. Thì Khải mới đăng hồi chiều cách đây 4 tiếng trước thì ở mấy chủ S8 Phật Sơn Ký Sử, Khải đang là bán một cặp nhẫn may mắn 5 dòng 1 với trị giá 45 kim tương đương khoảng 3 triệu và một cặp nhẫn may mắn 4 dòng 1 tương đương 20 kim thì khoảng 1 triệu 2. Đâu tương đương là 1,2 triệu đúng rồi. Thì Khải đang ra bán hai món nè. Hai món này tương đương giá 65 kim thì nó khoảng tầm vì khoảng tầm 4,3 triệu. Thì ok, bây giờ thì Khải làm video này thì Khải sẽ bán cái nhẫn này cho một người mua nha nè. Không biết là anh em nào mua đây. Anh em là Khải tí. Khải sẽ bán cho một người được Khải Khải bán với giá là 3,9 triệu thì tương đương khoảng tầm 60 kim nha nè. Fit 5 kim. Ok, giao dịch. Rồi, bán cho nhân vật Hunter Kubo mình bằng cướp. Đây nè, cầu thủ này. Bộ ạc Thiếu Lâm hạng 64, phải Thiếu Lâm hay Côn Lông Đao? À Côn Lông Đao nè, Côn Lông Đao. Bán Côn Lông Đao hạng 64. Một Thiếu Lâm, à quên một Côn Lông Đao, Côn Lông Đao. Đồ ông này cũng ok ấy. Cái này chắc là cũng được chón ok, chắc 80 chón, 80 chậm rồi. Đó ok, giao dịch thành em ơi. Một cái là may mắn 5, một cái may mắn 4 nè. Đó. Hôm trước thì Khải cũng mua một cái may mắn năm này cũng 40 mấy kim đó nè. Giờ Khải bán 40 kim này. Khải bán nhẫn này 40 kim tại vì Khải dư đó nè. Nên là Khải bán hôm trước Khải xanh ra. Xanh thì không phải xanh mà đi chan em mà. Đi chan rất được nhẫn may mắn năm này. Dư năm ra dư thì bán luôn. Còn may mắn 4 này thì Khải thay cái nhẫn động sát vào 25 vào á. Khải thay nhẫn động sát 25 vào thì nó dư nhẫn may mắn 4 này ra. Cái nhẫn này thì mới chan ra cách đây vài ngày trước nè. Đúng ngày chưa, đợi tới nha nè. Cái này giao dịch kỳ kỳ đến tới đó. Đúng chưa. Với trị giá 60 kim tương đương 3,9 triệu nha nè. Giá 65 thì lấy 3,9 triệu. Rồi. Ok, đúng ngày chưa, hai nhẫn nha nè. Đó. Sau khi giao dịch xong hai nhẫn này thì Khải sẽ cho anh em xem lại sơ qua set đồ may mắn của Khải nha. Đó, hai ok. Ok bạn. Rồi, chốt. À ok. Đó nè, thì Khải đã bán xong cặp nhẫn may mắn 9 của Khải nha nè. Cặp nhẫn thì tầm này nó rất ok nè. Như Khải đây, Khải cũng có một cái may mắn 5 nè. Đó. Thì hiện tại xếp may mắn của Khải thì gia truyền xấu nè. Hôm trước Khải mua 2 triệu mà tầm này rẻ nè. Cái gia truyền nữ thì may mắn xấu này nó ra rất là nhiều nè. Nên là gia truyền này nó tầm khoảng tầm 1 triệu hơn thôi. Hôm trước Khải mua 2 triệu. Ở nhẫn này hôm trước Khải mua 40 mấy kim. Giờ Khải bán 40 kim thôi. Nói chung là lỗ vài kim mà không sao. Đỡ bán như đỡ chơi đâu, dư này mà. Là may mắn 9 nè. 11 nhớ là 11 nè. Lại cái này may mắn 4 thì là 15. 15 may mắn 4 này hôm trước Khải mua 1 triệu. 15. May mắn 15 rồi kèm với cái nhẫn động sắt 25 là may mắn 40. Và kèm với cái may mắn 5 từ mặt nạ thì hiện tại ở set may mắn này Khải có cho mình đó là 45 may mắn nha mọi người. 45 may mắn rồi. Đó. Rồi. Anh em nhiều anh em hay xem Khải livestream mà Khải đánh bot á. Thì Khải soi cái ăn mi qua Thúy Yên đâm ra là cái nhẫn nó không thấy kích đó. Nhiều anh em bảo Khải là mang nhẫn không kích thì mang làm gì. Thực sự là Khải đang mang xét định quốc nha mọi người. Đó. Mang đến xét định quốc mà nhiều anh em là comment là mang nhẫn không kích mà mang làm gì. Thì cái đó là do mình xem tin tức nè. Xem tin tức từ người khác, ví dụ như Khải đang ở này. Khải xem qua bên này này. Đó. Thì thực sự thì đâu có kích đâu nè. Đó. Thì anh em phải để ý là mình đang mang xét đồ gì nữa nè. Đó. Rồi ok. Cảm ơn em đã theo dõi video này và xin kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye. Nếu như những cái video nào muốn bán hay là mua đồ nào ok hơn thì Khải sẽ làm cho anh em xem và theo dõi của cụm chủ S8 Phật Sơn Ký Sử này nha anh em ơi. Ok bye bye mọi người. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Rồi đừng quên nhấn like chia sẻ ủng hộ video nha anh em ơi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký mạnh nha.